thì đi. Con nhỏ này nó quá chảnh đi. Như sao mày quen ai mà nhìn Nikolai nhìn nhỏ hơn mày nữa vậy Như? Tôi nhìn cặp vợ chồng này tôi cứ tưởng tượng đây là cặp vợ chồng Quỳnh Hiểu Lam và Angela Baby. Mà hai em giới thiệu về mình. Em tên là Lan Tài, năm nay em 26 tuổi. Nghề nghiệp của em là chụp hình với lại làm thẩm mỹ. Dạ còn em là Đinh Thị Huỳnh Như, 28 tuổi và em làm giám đốc công ty của mỹ phẩm. Tài với Như là hai bạn quen nhau như thế nào? Dạ vợ chồng em lúc đầu là hơi khắc khẩu, có một cái ấn tượng không có tốt về nhau. Là bạn này rất là chảnh, mà em là có một người bạn dạng như kiểu là hơi bd vậy đó. Thích bạn này lắm, kêu là Như ơi Như, có thằng này nó đẹp trai lắm, mày ra mày coi mặt giùm tao là ảnh rồi, là cho ảnh nha, chứ không phải là dành cho mình nha. Cái ra ảnh kêu đây nhìn đi, cái anh này anh chảnh lắm mà anh lại kiểu không thích con cái kiểu khác phái như vậy. Cái ra anh nhíu mặt lên trời nè, trong đó nhục mà chưa tình cờ bạn đó vào quán kế bên nhà em ăn thì giống như là cũng đụng mặt nhau thôi, thì mình nghĩ là bạn này đã chảnh từ xưa rồi nên mình không bao giờ nhìn mặt. Ai ngờ anh ấy lại thích mình, ảnh lại để ý, lúc đó ảnh chia tay bạn gái lại để ý. Thế tại sao em đã thích bạn này từ lúc nào mà để sau khi mà em chia tay với bạn gái thì em lại quyết định đến để mà cưới cả? Không, cái lúc đó là chia tay chưa? Lúc đó là đã chia tay bạn gái rồi. Thì đó em mới tìm hiểu. Em cũng có đi chơi với lại bạn của em ở bên kế bên cái nhà hàng của bạn này, là bán giống như quán cơm ăn bình thường. Ăn mấy ngày sau bắt đầu mới thấy là chiều nay bắt đầu khoảng chừng giờ 6 giờ mấy tới 7 giờ là gặp cô này ở trong quán, giống như là vô cái sổ sách gì đó, xong cái là đi vòng ở bên này đi mua shop quần áo ở kế bên hai căn. Thì ủa mà sao kỳ vậy ta? Có phải là không biết là mình thích cổ, biết là mình thích cổ hay là sao mà cứ chiều là cứ đi mua đồ hoài, lặng qua lặng lại hoài thôi, mua đồ hoài, mình thì ăn cơm hoài. Bây giờ mình mới thấy, mình nói nhỏ này hồi xưa mình ghét, mà bây giờ cái nó sao thấy nó dễ thương quá vậy ta. Là lúc đó là kiểu là mình ghét nhưng mà mình giống như mình cố ý mình cua để bỏ ghét luôn. Là đó em đó không? Đúng rồi, sau đó mới hẹn đi ăn. Thì bạn này á, là nhà em là bán quán đêm, bán tới 4 giờ sáng lận, thì bạn này cũng hẹn em là đi sáng anh sẽ qua rước em và đi ăn với em. Nó ok, cứ đúng giờ sáng, 4 giờ sáng lại đi thì đi thì được thì đi. Mà em biết chắc chắn là không ai thức được tới giờ đó hết. Thì sáng đó cái hả, ảnh cũng ngủ, ảnh im re luôn. Em về em ngủ luôn tới 10 giờ sáng. Anh giật mình, anh dậy nói trời sao em nhắn tin cho anh gọi hồi. Anh nói thôi bận chi, để anh ngủ. Là anh tức lắm rồi, nó là con nhỏ này nó quá chảnh đi. Cái anh cũng tức. Cái xong tối đó anh hẹn nữa, anh mới hẹn là tối nay 4 giờ sáng anh sẽ qua em. Em nói ok thì cứ qua được thì cứ đi. Cái xong rồi ảnh mới đúng 4 giờ sáng ảnh có mặt trước cửa tiệm. Thì lúc đó mới là lần đầu tiên đi ăn. Chiều ngày hôm đó trước khi em đi làm là ảnh qua ảnh đón đi vòng vòng chơi, đi ăn đi uống này đó. Là lúc đó tụi em mới là tìm hiểu nhau. Nói chung là câu chuyện của các bạn nó bắt nguồn từ ghét nhau, chảnh anh chảnh chị, 49 gặp 50. Chảnh anh chảnh chị. Ủa Tài, em năm nay là hai mấy? 26. Bạn này nhỏ hơn em 2 tuổi. Mà em kể anh nghe lúc mà mới quen lại nhà em, mẹ em nói trời cái ơi. Ấn tượng đầu tiên mà giống như là em lên đón bạn này cái bữa sau, mà nói là bữa sau mà sau cái bữa em ngủ á, thì em tí như cái quán ở đây thì em đứng ở ngay đầu đường thôi. Thầm cái mới gọi là em ơi anh tới rồi mà anh đứng ở ngoài đầu đường này nè. Thế nên thôi anh chạy vô đây đón em luôn đi. Thì mình mới chạy vô, thì vừa chạy vô cái cũng không có biết là gặp mẹ của bạn ấy nữa. Cái bạn ấy đi về không, cái mẹ bạn ấy nói mày đấy, nói trời Như sao mày quen ai mà nhìn Nikolai nhìn nhỏ hơn mày nữa vậy Như. Cái mình cũng hỏi ủa anh sinh năm mấy, mình cũng phải đính chính lại giùm. Cái đó là sinh năm 91 bằng tuổi mà. Cái mình cũng nói có mẹ ơi bằng tuổi mà, tại vì mặt nó trẻ thôi. Thì mình nghĩ là như vậy. Lúc mà giấu con 3 năm trời, em cũng hơi dị đoan, hay đi cao bói cũng xin nói là sinh năm 91. Rồi làm bách bo ảnh cũng giấu. Ảnh cũng giấu cái bách bo của anh đi và làm thi bằng lái xe, chung là giấu tất cả thông tin luôn. Có đợt về nhà nội của Tài chơi thì bà nội thì hơi là kiểu lớn tuổi rồi, nhưng mà bà nội rất là minh mẫn. Bà nội hỏi là kiểu hay ủa Tài sinh năm 9 tuổi con gì? Cái em hiệm lẹ miệng nó dạ Tài tuổi con dê. Tôi nói không, nó không phải tuổi dê đâu, nó tuổi gà đó. Không có nội, nó không có đâu, Tài tuổi dê, Tài tuổi con mà dạ. Cái bà nội mới nói là không, nó tuổi gà. Cái mình mới dằn xuống mà nó xạo, chỉ có thằng này nó xạo thôi, chứ không thể nào là nó xạo được. Cái mình cũng im, mình lên là có ảnh đó mà anh cũng cười anh im anh đơ. Em đi xuống dưới tôi, em đi xuống phòng dưới đất á, em mới mở, em lục cái chứng minh dân ra, em cầm lên, em quăng. Kỳ gì, sinh năm 93 là sao? Kỳ vậy, nó có gì đâu mình phải giấu vậy. Cũng gần cưới rồi. Cái lúc mà ngày tụi em cưới nha, mẹ mới hỏi là coi nó ngày mấy tháng mấy để đi coi ngày. Dạ xin cái kiểu nói ngày tháng, nó sinh năm 91. Cái gì? Sinh năm 93. Em nói sinh năm 93. Cái mẹ nói cái gì? Nó sinh năm 93. Là nhỏ mày 2 tuổi rồi hả? Đúng rồi, nó nhỏ 2 tuổi. Mà không là mẹ ơi. Tại vì ba em cũng nhỏ hơn mẹ em 2 tuổi.
mẹ không có thích cái chuyện đó, nó tái hiện lại với cái thế hệ sau. Nhưng mà rồi nó cũng dính. Nghe là hai tụi em quen nhau rất là vui. Dạ. Nhìn trẻ trung như thế này chắc đâu bao giờ giận hờn nhau đúng không? Có chứ, cũng có tụi em á là em bị giận nhiều đúng không này? Cũng có, hai đứa em cũng gây lộn với lại giận nhau. Mà mỗi lần giận nhau thì ai là kèo trên? Bạn này là nóng tính với lại cái miệng lớn lớn, cho nên mỗi lần mà gây lộn á là em tìm cách nào cho nó đừng có nói nữa, là bịt cái miệng ra thôi. Mà lần nào bịt cái miệng vô thì hồi đó là không biết là có thương em hay không nữa, mà lần nào cắn vô cũng chả máu thì xịt mỡ hết ở đây tới đây rồi ở đây xịt mỡ nữa thấy ghê. Mình đang nói mà đưa cái tay vô mà anh biết cái sức đàn ông mà nó siết mình vậy nè. Trời ơi, em hả, đang nóng mà đưa tay vô em cắn một cái phịch một cái mà anh máu mỡ gì mà nó lôi ra. Mỗi lần nó đánh bạn này về, bạn này mà có việc nhà không là má mi gọi, má mi em cuốn là hiền, má mi giàu em cứ hiền, nói hả mỗi lần lúc mà cưới cũng vậy, nó như đừng hiếp tài nha, tài nó hiền lắm, tội nghiệp lắm, đừng đánh tài nha. Dạ bác ơi, bác coi xong bác cũng thấy được con dâu bác rất hiền. Nhưng mà thời gian đầu thôi, lúc đó hả mình giữ bao nhiêu mình ác bao nhiêu, đến bây giờ là mình phải trả lại, bây giờ là phải chiều lại hết tất cả những cái giống như là biết bao nhiêu cái lỗi lầm của mình ngày xưa mình đánh ảnh, là bây giờ mình phải chiều lại, sợ ảnh ăn không được, sợ anh ngủ không được, sợ anh không vui, nói chung là chiều cảm xúc của ảnh nhiều lắm. Rồi hai em lấy nhau là bao lâu? Dạ tụi em cưới nhau được khoảng 1 năm 1 tháng rồi. Bây giờ cho phép em, đây là hôm nay là nhân cơ hội này em được quyền kể xấu vợ mình, không sao đâu. Cô em có tật xấu gì không? Đã có cái là nóng tính với lại hay ghen. Thì trong máy điện thoại của em lúc đó thì giống như là có hình với lại mấy người bạn gái cũ mà cũng có đủ mà, luôn anh. Có đủ mà không, có đủ không có xóa cũ luôn. Xong mới hỏi là vậy thôi anh còn ai nữa không, anh kể em nghe hết luôn đi. Cái gì thôi bỏ thôi xóa luôn đi. Cái mình cũng tưởng thiệt, cái mình cũng kể cho thêm 1-2 người nữa. Trời ơi, cái biết thêm một người nào là sau đó nghe xong hết đúng không? Bắt đầu nghe xong hết bắt đầu chửi xối xả luôn. Mày phải xóa hết hình trong điện thoại với lại trong máy vi tính của mày nha. Tao không muốn thấy một cái hình nào mà của mấy nhỏ này trong máy nữa nha. Sao bây giờ xóa chưa? Xóa từ dạo rồi. Xóa rồi hả? Em còn là xấu rồi. Tật xấu mà nhất của vợ em nó là hậu đậu với lại đụng vô cái đâu là đổ bể đó. Giống như mà đi ăn với bạn bè hay là cái gì đi thì giống như đồ ăn lên hay cái gì đó hay là nước tương nước đồ gì đó là cái là bình thường không sao nha, cái bạn vợ mà đụng vô cái là đổ nước tương hay là vô trong bar đi lớp ngồi chơi cái ly rượu nó đã làm sao cái đụng vô cái là bể liền. Thôi đưa cái tật xấu với chồng đi. Chồng em có cái rất là ghiền game. Một ngày mà chồng em không bấm điện thoại là chồng em có thể chết. Có một cái đợt nào á, bạn ấy thích một cái game gì đó là mỗi lần đang đi công việc hay là đúng cái giờ đó trong một tiếng phải có 5 phút 10 phút bạn nó phải bấm game, là đang đi là đúng giờ đó là phải đứng lại bấm game. Dù bất cứ ở đâu. Bây giờ giữa mê game với mê gái thì em cho chọn cái nào? Thì tất nhiên phải mê game rồi. Được cái từ cái lúc mà lấy em tới giờ thì bạn ấy không có một cái lỗi lầm nào với em về chuyện những bạn gái mới, gái cũ gì đó, không có lỗi lầm hết. Được chỉ được cái gì thôi. Em nói là cái bất cứ cái gì anh chơi cũng được, chỉ có cái chuyện đó là em sẽ không bao giờ bỏ qua, không tha thứ. Còn bất cứ chơi game hay bất cứ gì thì em giận thôi chứ em cũng sẽ bỏ qua thôi. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Tài mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em muốn vợ giống như là bớt nóng tính lại thôi. Vợ em chỉ có cái mà nóng tính là nó sẽ giống như là con người thứ hai xuất hiện ra vậy đó. Có thể là do vợ em cung sư tử cho nên nó khó kìm cái tính nữa. Nóng chồng em cung dễ thương lắm, cung sông ngư. Sông ngư cung yếu đuối. Chồng em là chồng cung yếu đuối, đúng còn rồi, em phải hỗ trợ qua lại chứ, bù trừ hỗ trợ. Còn Như, dạ. Như mong muốn Tài thay đổi điều gì? Thì em bây giờ hiện tại thì em thấy những cái em mong muốn thì Tài cũng đang thực hiện được. Có nghĩa là bớt chơi game lại, với lại bạn ấy giờ là biết sắp xếp được là công việc, sau đó là cho em đi chơi, sau đó bạn mới chơi game thôi. Còn ngoài ra thì dạo này thì em cảm thấy nó cải thiện tốt rồi. Thực ra với cái bản tánh với cái người mà có cái gọi là nãy em nói là cái cung gì đó, cung sư tử, cung sư tử. Với lại cái khí chất của người ta nó là như thế rồi thì cái việc mà để cho Như sửa chữa cái việc mà nóng tính á thì nó phải nói là nó rất là khó luôn. Thì thành ra là bây giờ còn trẻ thì mình còn ví như mình những cái lúc mà chẳng hạn như cơn mà mình dằn được á, hoặc là mình lên cơn đó mình nóng mình lướt được, chứ mốt mình lớn tuổi đó mà những lúc như vậy á là huyết áp liền, hoặc là những cái bệnh lý mà về sinh học của mình á là nó sẽ làm cho cái sức khỏe hoặc là ảnh hưởng liền. Chỉ mong là tụi em sẽ tìm được một cái giải pháp trong cái tính cách của vợ em, đúng không? Dạ. Để chắc chắn là sẽ được thôi, đúng không? Dạ. Tụi em còn rất trẻ. Dạ. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Lữ Quốc Cường, năm nay 30 tuổi, hiện là nhân viên thiết kế công ty Catech. Rồi còn em? Dạ, em tên Nguyễn Thị Thái Bình, năm nay em 20 tuổi, em còn là sinh viên năm 3. Ồ, trời ơi. Sinh viên năm 3. Hơn nhau nhiều quá ha, gần một con giáp lận. Dạ. Vậy là cái bộ chú rể bị ăn hiếp dữ lắm mà đúng không? Có bị ăn hiếp ai? Dạ em ăn hiếp chồng em. Ủa thì đúng rồi,
Thì vợ trẻ mà, trẻ hơn tới 10 tuổi lần chứ bộ. Có mẹ nheo không? Người ta nói là chồng già vợ trẻ là tiên mà. Em đang gặp nghe là tiên đúng không? Chào ông tiên. Hả? Hai ông quen nhau trong trường hợp nào? Chúng em quen nhau qua trang Facebook ạ. Ai là người chủ động làm quen? À, em là người chủ động làm quen. Anh hỏi thế thôi cho em biết câu trả lời. Làm dễ không em? Thì lúc đó em đang công tác tại Malaysia. Ở nước bạn mà nên buồn lắm. Nên lên mạng mình chơi thì lúc đó mình thấy vợ mình trang điểm lè lẹt lắm. Lúc đó mình tưởng là đã đứng tuổi rồi nên mới làm quen. Ai đâu cuối cùng phát hiện mới 16 tuổi. Trời ơi. Ủa trong Facebook đâu hiện tuổi lên sao? Thì lúc đó em đâu để ý tuổi. Em thấy mặt dễ thương thì em cứ edit lại message thôi. Mà lúc đó em có trả lời là? Dạ, 2 tuần sau em có trả lời anh. Em trả lời xong anh còn chửi em là chẳng. Ôi vậy. Chờ tới 2 tuần mới chịu trả lời. Nhưng mà cái lúc mà em thấy chồng em ở trên Facebook á, thì cái ấn tượng của em và anh sao? Dạ, lúc mà anh để avatar là đẹp khỏa thân mà theo kiểu nửa người á. Lúc mà em nhìn vô em chỉ thích là ôi sao anh này body sâu muối sao đẹp quá. Có sâu muối gì không? Dạ có sâu muối. Ồ vậy đó hả? Chứ không anh ghép hình hả? Dạ không ạ. Nhưng mà lúc ấy sao em nghĩ sao mà em lại đồng ý làm quen với anh này? Anh lớn hơn mình nhiều quá mà. Dạ tại lúc đó thì cũng tuổi trẻ đó chị. Thì em cũng thấy bạn bè em ai cũng có bạn trai bạn gái. Mà bạn bè em thì cũng có một vài người có bạn trai bạn gái bên nước ngoài. Thì lúc ấy em suy nghĩ là ừ anh này chắc đi Malai có tiền giàu lắm nên có thể là cưng chiều mình đó chị. Dạ, nên em mới đồng ý là quen. Còn bao lâu thì em biết tuổi của vợ em? Em quen vợ em gần 1 tháng thì em bay về gặp vợ em lần đầu tiên, gặp ngay chỗ bệnh viện tâm thần ở dưới Biên Hòa. Hẹn nhau ở đó. Tại vì cái địa điểm đó rất dễ tìm đó. Cái em đi hỏi bệnh viện tâm thần là ta chỉ. Rồi sao? Khi như vậy thì vợ em mới dẫn em đi đi ăn. Lúc đó em mới nhìn lại, em nói em đừng có gạt anh nha, em bao nhiêu tuổi. Lúc đó vậy em mới khai thật là 16 tuổi. Rồi em sốc không? Lúc đó em sốc nha. Sốc rồi. Một là chạy đi hay là chạy sầm vô. Cái này là mình đã phóng lao, mình theo lao. Và với cái độ tuổi của em, trò chuyện và tiếp cận cô bé này thì em thấy có sự khác biệt. Cái sự khác biệt rất lớn. Lúc đó thì vợ em chỉ muốn ngọt ngào, em làm mình sẽ giận mà. Nên giọng của em lớn tiếng quen rồi. Em cứ nói chuyện sân sáng nên lúc đó giờ suốt ngày cứ đòi giận hờn rồi chia tay miết luôn. Vậy chán không? Cảm thấy rất chán mà mình phải cố gắng. Đó là em còn ở bên Mã Lai không hay là đã chuyển công tác ở đây về đây rồi? Dạ lúc đó em vẫn còn bên Mã Lai chị. Em về nước lâu chưa? Hơn 5 rưỡi. Em cái giai đoạn mà ông xã em phải làm việc ở bên Mã Lai, em thì lại ở đây. Thì em một cô bé mà mới lớn như vậy, cái cảm giác của em như thế nào? Lúc đó thì em chưa có cảm thực sự là yêu ảnh. Bắt đầu em yêu ảnh thật sự là ảnh bị tai nạn giao thông bên Malai, là té xuống vực. Trong đó có 7 người thì có mình ảnh sống sót. Ồ. Thì bữa đó là nói ra là cái người lái xe là em. Nhưng mà do buổi tối hay chồng gây lộn nên buồn quá, không ngủ được. Đến sáng rất buồn ngủ nên đâu lái xe được, nên nhờ người khác lái. Thì do ảnh chạy xe như thế nào mình không biết, nó đang ngủ nữa. Thì lúc tỉnh dậy là chỉ biết nằm trong bệnh viện thôi. Em nằm trong bệnh viện lâu không? Em chỉ bị chấn thương phần mềm thôi. Trời ơi, người ta chết hết vậy đó mà mình chấn thương phần mềm thì thôi. Mấy người kia thì do mà không có sức bay an toàn á. Nên là họ rơi thẳng xuống vực. Còn cái xe thì treo lơ lửng ở trên nhánh cây á. Vậy là em là treo ở trên cây chung với cái xe đúng không? Xe. Lúc mà em nghe cái tin như vậy thì cái phản ứng em sao, có bay qua bển không hay là như thế nào? Dạ thì lúc đó em chỉ là học sinh mà ba mẹ em cũng chưa đồng ý chồng em. Thì em chỉ biết là gọi điện với lại một cái anh kế toán ở bển của ảnh là cập nhật thông tin. Nhưng mà anh kế toán nó báo là chồng em giống như kiểu là chết lâm sàng vậy đó, 3 lần. Là ngực tim ngừng đập. Thì lúc đó là em coi như là em hết hy vọng rồi. Là bắt đầu em mới tức tốc chạy từ Biên Hòa lên Sài Gòn để thắp nhang cho ông nội của ảnh, để mong sao mà ảnh tỉnh lại. Mà đúng thật sự màu nhiệm là ảnh đã tỉnh lại. Vậy là em là thuộc loại người ở dưới đó người ta chê em đó em. Sinh xuất hoài mà người ta đuổi lên đó. Trời ơi, tức là em còn nợ cô này. Đó. Bắt buộc phải trả. Rồi, bên gia đình em cũng chưa có đồng ý về anh này. Dạ. Vậy thì là điều gì mà khiến mà không đồng ý? Đó em chỉ mới 16, 17 tuổi. Thứ hai là do trên lịch tuổi tác, do chồng em lớn hơn em nhiều tuổi. Nhưng mà em quyết vượt qua. Dạ, anh này cứ đi đi về về thăm gia đình em Tết những dịp như vậy. Bắt đầu ba mẹ em mới hiểu. Hai vợ chồng mới nói là thôi anh về luôn đi, rồi mình xin cưới. Thế là được cưới. Dạ, đầu tiên thì chúng em chỉ xin là đám hỏi. Nhưng mà sau mẹ em đi coi thầy bói. Cái gì em kêu, trời ơi, ngày đẹp quá, rồi xong quốc luôn. Bây giờ lấy nhau rồi thì vui không? Còn chia tay nữa không? Dạ còn. Vẫn còn đó, thấy chưa? Đâu giờ sao đây em kể về cái tính xấu của cô này ấy. Nhiều tính xấu lắm anh. Lúc mình quen nhau á, ăn cái gì uống gì cũng anh ăn trước đi, anh uống trước đi. Nhưng mà sau thì về á, ăn xong gần hết rồi đó, bắt đầu mới là đem, quên. Quên. Con nít nó khôn lắm em ơi. Ủa nhưng mà tại sao?
Trước đó thì lại là cái gì cũng ăn mà bây giờ cưới vậy rồi. Đơn giản thôi, con nít mà nó sợ bỏ độc á, giống như bí ngô giờ nó ăn gì nó mẹ ăn trước đi có ngon không con mới ăn. Đó. Rồi trẻ con thì có hay suy nghĩ những cái gọi là nó hơi bị xa vời chút xíu. Đó, vậy là lãng mạn nè. Có không? Cái này lãng mạn không có. Lãng mạn không có. Không có, nhưng mà suy nghĩ thì cũng lãng sạn. Nghĩa là đọc tin báo hay là lên trên Facebook thấy người ta đòi chia tay vì lý do là chồng có vợ nhỏ vậy đó. Đầu về là mày coi chừng tao nha. Cái gì? Khi nào mà kêu mày tao không? Rất nhiều anh. Ủa, rất nhiều. Sao vậy? Sao kêu mà nhỏ hơn người ta mà kêu thằng mày hả? Chắc nó tại hồi mà lúc em mới quen ảnh được tháng á, cái tự nhiên có cô bạn gái cũ của ảnh chia tay mấy năm, tự nhiên thấy ảnh có bạn gái mới cái điện đòi sống đòi chết. Cái anh này thì cũng nhắn tin qua kêu anh chỉ quen nó qua đường thôi nên em yên tâm rồi này kia, rồi kêu em đừng có tự tử nữa. Thế là vô tình em đọc được, em tức cho tới đến bây giờ 6 tháng trước khi cưới, cô bạn gái đó từ bên nước ngoài cũng gọi điện về, xong rồi em mới gặn hỏi mà anh không trả lời, cái xong em cứ ám ảnh cái vụ tới giờ luôn. Cho nên là mỗi lần ấy là cái kêu mày tao. Với lại giờ em giống như kiểu là em ghét quá em kêu mày tao. Lên cơn ghét lên là kêu mày tao luôn. Với lại em kêu mày tao giống như kiểu như thân mật á chị. Yêu đương gì giống như thương gì phải không? Dạ, giống bạn bè thân mật. Nhưng mà Cường có cảm thấy thoải mái với những cái từ đó? Em thấy không thoải mái chút nào cả. Không thoải mái đúng không? Tại vì mình lớn tuổi hơn mà. Ví dụ như ở trong nhà, trong phòng riêng tư của hai đứa thì không vấn đề. Nhưng mà đi ra đường mà nói chỉ mày tao, mình thấy cảm thấy mình khó khăn lắm, khó chịu lắm. Đi ra đường cũng nói luôn hả? Đôi khi cũng có nói. Vậy chồng có xưng ngược lại mày tao không? Dạ không. Không dám hả? Không bao giờ. Không dám. Thử gọi cái là bắt đầu là lớn chuyện à. Tại vì trên suy nghĩ của em lúc nào cũng muốn là giữ hạnh phúc gia đình vậy. Ở ngoài ra thì cái cô bé này, ngoài chuyện xưng hô ra thì còn có khi nào mà đánh em không? Có, vừa đánh vừa lo làng. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. là mình đã bị đánh hả? Vừa đánh chấm vừa thổi kèn luôn hả con? Rồi lúc đổi thừa vừa có mét không? Có mét mẹ không? Dạ có. Em nói trời ơi tôi mét bố tôi coi. Cái cầm điện thoại cái anh này anh giật lại. Bây giờ một tuần là gây lộn bao nhiêu lần? Chà, chắc đến không sợ đúng không? Tại bây giờ là hạn chế bớt rồi. Thậm chí cả xưng hô mày tao cũng hạn chế luôn. Tại vì em đã quy định rồi, cứ người nào nói mày chữ là 10 người. Tao chữ cũng 10 người. Đánh thì kinh tế luôn. Đó. Rồi bây giờ cho anh biết luôn, anh này ảnh có lộ ra những cái tính xấu vậy? Từ hôm vừa rồi em suy nghĩ mãi luôn, em chỉ để thấy được có 3 tính xấu thôi. Dạ, tại vì chồng em thấy thật sự quá hoàn hảo. Là từ may vá nấu nướng cho tới tất cả việc phụ nữ, make up, làm tóc thì em đều biết hết. Wow. Dạ. Bây giờ xấu là cái gì? Xấu thứ nhất là ảnh đi làm về, leo lên giường, không tắm, nằm đắp chăn ngủ luôn. Xong bắt đầu cái em kêu anh ơi dậy đi tắm đi, em cởi đồ giùm cho. Cái xong rồi cầm cái quần gì nè, thấy không anh không tắm. Anh không tắm rồi, anh mệt quá đó, đúng không? Rồi, cái gì nữa? Cái thứ hai là thả bom rất nhiều. Tại vì phòng của tụi em mở máy lạnh á, thì cứ nằm một tí ảnh đọc báo hay gì. Rồi xong bắt đầu là thả qua nơi, xong hết thì thả qua kia. Rồi, rải rồi, cái gì B52 mà rải đầy. Nhiều khi một tí mà rải tới 5-6 quả em bó tay luôn. Bữa nào lấy đọc thì đọc đi, lấy hộp bích lùi tro cho không ai. Thầy coi gì nữa? Ảnh lâu lâu em nhờ làm việc thì ảnh cọc tính lắm, ảnh nạt lại em bực thì em nạt lại, cái bắt đầu anh ta ngồi im ru mình, lâu lâu anh ta cũng có khóc nữa. Bé có tự kỷ. Dạ bé có tự kỷ. Nghe là một người rất là thiên hướng về gia đình á. Và nội tâm á. Giờ sao rồi, chồng thấy vợ nhiều cái xấu không? Vợ nghĩ mãi mới ra được 3 cái xấu của chồng đó. Vợ thì nhiều xấu lắm. Đúng là con nít thì phải nhõng nhẽo rồi. Mình không nói rồi. Rồi cái xấu lớn nhất là nói mày tao. Còn cái là hay đòi mua đồ. Sau lưng thì kêu anh ơi hai chồng để anh tiền nha, muốn mua nhà ở riêng. Nhưng mà trước mặt thì kêu anh ơi em thích này nè, mua này đi anh. Đó bản chất của con nít. Nít là hay vòi quà. Nít là thích quà cáp vậy đó. Bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi đi, bớt dữ dằn đi, ít nói mày tao đi. Ít nói hay là dứt khoát luôn? Hiện tại bây giờ em không yêu cầu là dứt khoát, tại nếu mà đã nặng như vậy rồi mà còn dứt khoát thì khó lắm. Thì bớt thôi. Rồi cái gì nữa? Bớt tính bạo lực đi. Tức là bớt đánh em đi đó. Không, tại vì đôi khi vợ em tối mất ngủ, em đang ngủ mà dặn bớt như ông trời giáng xuống chẳng ngủ được dặn. Rồi còn em thì sao? Em cũng không muốn chồng em gì nhiều, chỉ là anh cứ như vậy là em vui. Cứ như vậy vui. Đôi khi lại ghiền, lại nghiện cái tiếng mà cái tiếng bom. Ôi bây giờ vậy nè ha, chị chỉ có một cái cảm nhận về cái cuộc sống của vợ chồng em là như thế này. Ra thì tưởng là nhỏ nhưng mà thực ra nó không có nhỏ đâu nha. Tại vì như này, nãy giờ nói chuyện với bạn chồng á, lâu lâu có để ý nhìn vào cái đôi mắt của bạn chồng, có những cái lúc mà
Bạn nói cái cảm xúc của bạn á, giống như một cái sự mà nó tức 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 á, nó trào lên tới mắt luôn. Giống như là vừa tâm sự với chương trình nhưng mà cũng vừa có một cái ý là muốn để vợ hiểu, để vợ bớt lại. Đó là cái cảm nhận của chị. Chị nghĩ rằng nếu mình không dừng lại thì nó sẽ vượt cái ngưỡng. Mà cái gì cũng vậy, từ xưa ông bà mình đã nói cái câu là tức nước vỡ bờ ha. Thì cái đó tưởng là nhỏ nhưng mà nó không nhỏ tí nào. Còn đương nhiên em còn nhỏ quá, 20 tuổi mà để mà gọi là bước vào cái cuộc sống vợ chồng á, thì chắc chắn là những cái cá tính của một đứa con nít chưa thể nào hết liền được. Đó, tuy nhiên mình không dựa vào cái chuyện đó để mình bạo biện cho cái việc trẻ con của mình. Bởi vì sao? Nếu mình chưa lấy chồng thì thôi, mình cứ việc như thế qua thời gian, thì bắt đầu mình từ 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 mình chững chạc lên. Nhưng mà khi mình đã lấy chồng rồi thì mình phải nhớ là mình là một người phụ nữ trẻ, một người vợ trẻ, chứ không còn là con nít nữa đâu. Theo chị là nếu như em đã nói được cái điều là em muốn chồng như vậy thôi là em vui rồi, thì có nghĩa là hiện giờ em đang sở hữu một ông chồng quá hoàn hảo. Thì mình đừng bao giờ để mất đi cái vật quý mà mình đang sở hữu. Thì nếu khi em thực sự yêu chồng thì tất cả những cái điều mà anh muốn là em sẽ dẹp bỏ được hết. Bởi vì chuẩn bị cái cơn lên nè, tao nói cho... Thì tự nhiên mình suy nghĩ làm vậy chồng mình tổn thương, người ta còn coi chồng mình ra cái gì nữa. Đúng không? Có nghĩa là mình tôn trọng mình trước thì người xung quanh mới tôn trọng chồng mình. Đó là cái điều em nhớ điều đó. Sau này cũng vậy, khi mình có con, mình tôn trọng chồng thì con nó mới tôn trọng ba. Ngược lại, ba tôn trọng mẹ thì con nó mới tôn trọng mẹ. Đó là một quy luật muôn đời rồi. Em hiểu không? Ha. Rồi, thay đổi. Chúc tụi em hạnh phúc. Rồi, chào em. Dạ, lời đầu tiên thì cho con xin phép chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Hai cô chú MC rất là dễ thương. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Dạ, con xin tự giới thiệu, con là Lê Minh Thuận. Hiện đang làm giáo viên tin học trung học cơ sở. Dạ. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con vừa tròn 30 tuổi. 30 tuổi? Dạ. Rồi, con. Cô gái mỏng manh, mỏng hơn bé hồi nãy luôn á. Cô dâu này mỏng hơn bé hồi nãy luôn. Sao làm Yến á? Người giống như là con Yến vậy đó. Đó. Dạ. Mời con. Dạ chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phạm Thị Minh Trâm. Năm nay con 28 tuổi. Con cũng là giáo viên tin học. À vậy hả? Hai chồng chung trường hả? Dạ không. Dạ, dạ khác trường. Khác trường. Mà sao? Chung nghề. Dạ chung môn. Chung dạ, môn mà chung khác môn. Trường. Dạ. Rồi làm sao mà gặp được nhau hay vậy? Dạ, dạ chắc liên quan tới Yến. Làm nhà Yến sao? Cho quen. Sao con gặp vợ con cách nào? Dạ con gặp vợ con hồi từ khi học cấp 3. Thanh Mai Trúc Mã. Dạ đúng rồi. Dạ. Hai đứa là cấp 3 là chung trường. Dạ không, khác trường luôn. Khác trường luôn mà nó gặp được nhau hay quá. Dạ. Ừ. Nó theo ngạch chứ nó khác nó tỉa vậy. Ủa nhưng mà khác trường mà có xa không? Dạ cũng xa, khoảng 20 cây á. 20 cây. Ủa mà sao quen? Gặp nhau. Dạ. Giờ ủa mới... sao gặp nhau? Thì giờ mới hỏi nè. Để gặp nhau chắc là gia đình hai bên là quen nhau đúng không? Dạ không. Thôi để nó kể đi, đừng có đoán nữa. Không đoán nữa, đang có cái bằng rồi, ngon lành giữ lại đi xài đi. Dạ. Rồi con kể. Ủa tiếp đi con. Mày? Dạ thì con với vợ con gặp nhau thì cũng tình cờ thôi. Là gần nhà của con á là chơi thân với một bạn. Thì cái bạn đó lại học chung lớp với vợ con. Thì trong một cái dịp Tết năm 2012 á thì vợ con đi về nhà anh bạn nó chơi. Rồi sau anh bạn nó cũng rủ con đi luôn. 2011 là tụi con mấy tuổi? Dạ lúc đó đang học lớp 11, học cấp 3. Dạ. Rồi. Có nghĩa là bé này đến nhà của bạn của con. Dạ, bạn của chơi. Dạ. Tức là bạn bè thôi đúng không? Chứ dạ. Không yêu đương gì đâu đúng không? Dạ. Đó. Gặp nè. Rủ con đi, ủa mắc gì nó phải rủ con đi ta? Nó đi mình với bé này nó sợ hay tại gì phải rủ con? Tết con ít có đi đâu chơi lắm. Với lại các bạn đó cũng là bạn thân á. Cho nên là mới gặp nhau. Dạ đúng rồi. Rồi sao? Lần đầu tiên thấy cô bé này sao? Dạ đâu có biết, đâu có nhớ đâu. Dạ không nhớ luôn. Không. Đi chung với một nhóm bạn đó là vậy là con giống như là đi chơi bình thường vậy. Không có nhớ gì hết. Dạ, con có nhớ nhóm, không? Một nhóm bạn chứ không phải là một mình con. Nhưng mà con có nhớ không? Dạ con là cái người đầu tiên chủ động nhắn tin, xin số điện thoại nhắn tin cho anh này. Tức là con ấn tượng về anh này trước đúng không? Dạ. Là lớp 11. Dạ đúng rồi. Thực ra là lúc đó là anh này là con thấy rất là xấu. Nhưng mà bạn con quảng cáo là anh này giỏi tiếng Anh và giỏi đá bóng. Thì con lại thích hai bộ môn đó. Cho nên là con chủ động xin số điện thoại bạn con để nhắn tin cho anh này. Và anh ấy trả lời liền không? Dạ anh đang rảnh. Anh nói lúc đó anh đang rảnh. Cho nên là anh trả lời liền. Có nhớ là nhắn ảnh gì không? Dạ thì con cũng nhắn nói chuyện bình thường thôi. Nhưng mà ảnh không nhớ con, ảnh nói là không biết đứa nào hết. Tại vì nó đi đâu. Trả lời lại một câu không biết đứa nào hết. Dạ. Rồi khi con đọc được cái tin nhắn thì sao? Dạ con thấy cũng bình thường. Dạ. Rồi con cũng giải thích là con bé mà
ốm nhất trong cái đám bạn đó. Trời, con ốm triền miên từ hồi lúc lớp 11 tới bây giờ con vẫn ốm hả con? Dạ, con ốm từ nhỏ nhưng mà con rất là khỏe, con không có bị bệnh lăn vặt. Dạ chắc nhờ uống yến đó chú Quốc Thuận. Trời, hay quá, hay quá. Con uống yến từ năm con lớp 11 luôn á hả? Phải không? Dạ, nói chung là tại vì hạn làm yến từ nhờ đó giờ phải không? Dạ không, con mới làm đây thôi nhưng mà hồi nhỏ thì mẹ con vẫn mua yến hủ cho con. Rồi nó nghe là rồi không nhớ rồi sao hai đứa quen nhau. Rồi xong rồi vợ con là làm anh em kết nghĩa. Rồi nhắn trao tin đổi, một nhắn hồi tin trời ai đề nghị làm anh em kết nghĩa? Anh dạ, con không nhớ chính xác này mà hình như là con đó. Tức là con muốn giới hạn hả? Con dạ, muốn giới hạn cái tình cảm này đúng không? Mà lúc đó cũng đi học và tuổi đi học thì con đâu có nghĩ ngợi gì nhiều. Có nghĩa là con rất là tinh khôi, con rất là tinh khiết. Dạ, đúng rồi. Con không nghĩ gì hết. Dạ. Nhưng mà cô này có nghĩ. Con nghĩ không? Dạ không luôn chú. Nhưng mà con thích, con có thích. Dạ cũng không luôn. Thích là tại vì á là ông lại biết tiếng Anh, với lại biết thích chơi bóng đá. Nghĩa là giống như con muốn có thêm một cái người bạn giỏi về cái lĩnh vực đó. Nghĩa là một tình bạn trong sáng. Đối với con là sẽ học xong hết cấp 3 thì mới có người yêu. Cho nên lúc đó là anh này đề nghị là mình làm anh em. Tại vì anh này hơn con 1 tuổi, 2 tuổi luôn. Làm anh em. Thì trong lúc đó là hai đứa đều rảnh, nghĩa là không có người yêu. Thì rất là hay nhắn tin, một ngày là nhắn hơn 200 tin. Trời dạ. Ai nhắn, ai chủ anh, động dạ, không có anh em nào một ngày nhắn nhau 200 tin hết trơn hết rồi. Không có được, anh em ruột không có nhắn gì luôn á chị. Em nói cho biết luôn. Càng không nhắn luôn á, không nhắn luôn thiệt. Mà nói á. Cái này là anh trai mưa, em gái mưa gì đó. Nghĩ sao mà nhắn 200 tin ngày. Cái thời mà còn SMS á của Hồng Vân là tốn tiền nữa. Đúng rồi, đăng ký. Dạ, là mình đăng ký mấy nghìn là mấy trăm tin nhắn đó con. Mà nhắn là hết tin nhắn luôn. Rồi bộ không ăn cơm, không học hành hay sao mà lại nhắn tin ngày 200 tin vậy? Dạ ăn cơm là cũng nhắn là em ăn cơm chưa? Thì ăn cơm rồi. Em ăn cơm đây, em ăn cơm rồi. Dạ cũng được mấy tin. Tức là không cần FaceTime mà tụi nó biết hết cái công việc của nhau luôn. Đúng rồi. Hay quá chị. Đó. Thứ nhà ngày xưa yêu nhau vĩ đại hơn vợ. Vĩ đại á. Rồi sao? Rồi sao nữa nè? Nhắn một thời gian như vậy bao lâu thì bắt đầu mới thích nhau rồi mới là không còn là anh em nữa, phá banh cái rào anh em ra. Dạ thì chắc nhắn hôm đó là Tết thì khoảng một năm sau á. Thì con thấy vợ con là giống như là tri kỷ vậy đó, ý là người bạn thân là mình có thể tâm sự hết tất cả mọi thứ để giống như có thêm một cái chỗ để cho mình chia sẻ bớt những cái nỗi buồn hay là niềm vui vậy đó. Xong rồi thì con cảm thấy là giống như là rất là khó để có thể mà xa bạn đó được. Xa bạn đó được. Dạ. Cho nên là phải lớn lên xíu nữa. Dạ đúng rồi. Mà cô ấy đã là tri kỷ trong trái tim, trong khối óc của tôi rồi. Anh nhưng mà cái bữa đó là mới có 30 tháng 4 thôi, là chỉ có 4 tháng thôi. Đã có 4 tháng thôi. Dạ. Rồi, ok kể lại nha. Dạ 4 tháng. Ủa sao anh không nghe cái micro chứ vậy? Alo alo coi. Alo, alo. Rồi ok. Rồi. Đâu kể coi. Là Tết á là hai tụi con gặp nhau. Thì vào ngày 30 tháng 4 á là anh này là chính thức tỏ tình với con. Dạ. À, lúc đó là con lớp 12. Dạ con 11 còn anh 12. 12. Thì rồi. Con không có nhận lời. Ông tỏ tình sao đâu mà con không nhận anh lời. Anh này tỏ tình sao? Là không có tốn tiền của Hồng Vân. Anh tỏ tình anh nhắn cho con đúng một tin nhắn. Sao? Lúc đó là khuya ngày 30 tháng 4. Anh nhắn cho con đúng một tin nhắn là mình yêu nhau nha em, mà con đâu có yêu ảnh đâu. Rồi con trả lời sao? Thì con cũng lúc nào con cũng nói ảnh là con là phải học xong 12 thì con mới có người yêu. Tại vì con rất là sợ cái việc yêu đương ảnh hưởng tới việc học. Lúc nào con cũng phải là học cho xong cái đã. Thì con không có nhận lời. Rồi con khi mà nhận được cái con lời từ chối đó con có tổn thương không? Có buồn không? Dạ buồn chứ. Buồn. Dạ. Nói chung là buồn sợ bạn đó có người yêu mất thì mình không biết phải làm sao. Dạ. Rồi có nhắn tin bớt lại. Con có nói là nếu như cũng bình thường như trước kia. Con hẹn ảnh con nói là nếu như mà anh chờ được tới hết lớp 12 rồi á thì lúc đó là em sẽ nhận lời. Chứ không phải là con từ chối hẳn. Nhưng mà con lên lớp 12 là ảnh đã phải vô đại học rồi. Dạ đúng rồi. Mà vô đại học thì chắc chắn là sẽ có thể là sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh học. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì nếu như mà mình vượt qua được những cái thử thách đó thì mình sẽ chính thức đến. Rồi sao? Đến khi ảnh lên đại học. Lúc con lên, con có lên Sài Gòn học không? Thành phố Hồ Chí Minh học không? Dạ có. Lúc lúc mà con thi 12 xong thì con cũng thi đại học ở Sài Gòn. Nhưng mà không có đậu vô được cái trường con muốn. Thì lúc đó lại con cũng không có muốn đi xa. Tại vì người yêu của mình đang ở dưới kia mà giờ mình đi xa quá thì cũng cũng sợ mất đó. Người mình yêu. Dạ. Thì con cũng có xin đi học ở ngoài Phan Thiết một nửa năm. Tức là có vì cổ đúng không? Cũng có một phần. Dạ. Tại vì lúc đó giống như là
giờ coi như là chỗ dựa tinh thần vậy đó. Mình đi vô đây thì không có quen biết ai đâu, bạn bè cũng mới á. Mà lúc nào mình cũng không có an tâm á. Xong rồi lại chọn là học ở Phan Thiết nửa học kỳ. Xong rồi con học xong là con cảm thấy năng lực của con so với ở dưới đó học thì nó hơi phí. Nên xong rồi ăn Tết xong rồi con lại lên đây con ôn thi lại một lần nữa. Lên Phố Hồ Chí Minh. Dạ. Là con học ở trường nào? Dạ, con học Đại học Sài Gòn. Đại học Sài Gòn. Dạ. Rồi lúc đó con thì sao? Qua năm lớp 12. Dạ, con nói rảnh như vậy nhưng mà tới ngày 30 tháng 4 là anh tỏ tình với con. Tới ngày 30 tháng 12 là con nhận lời ảnh mặc dù con chưa học xong 12. Chị không nổi chị. Thì đó. Dạ. Cái nguyên nhân là lúc đó là ảnh á chưa có thi đại học. Con sợ là ảnh hưởng tới cái việc học của ảnh. Cho nên là con nghĩ thôi mình cứ nhận lời, tại vì hai đứa cũng ở rất là xa, không có gặp mặt. Mà không nhận lời hay nhận lời mình đều nhắn tin hết. Cho nên là con quyết định nhận lời ảnh để cho ảnh yên tâm mà học cho tốt. Như là có thêm động lực. Dạ, đúng, dạ. Đúng không? Mà cái tác động trực tiếp lúc đó là thằng bạn của con, là cái thằng mà bạn ở chung với hai đó. Đứa nó nhắn tin, nó chửi con. Nó nói con là sao mày ác dữ vậy. Ông Thuận ổng tốt như vậy mà sao mà mày không quen. Mà mày hành ổng thế này, hành ổng thế kia. Xong con ngồi con suy nghĩ một hồi thì con mới nhắn tin cho anh này. Mọi ngày con hay nhắn ảnh, con hỏi là nếu có một điều ước thì anh sẽ ước cái gì. Thì ảnh hay nói là anh ước là em là người yêu của anh. Thì hôm đó ảnh không có tỏ tình, nhưng mà con nhắn con hỏi lại, con hỏi là nếu có một điều ước anh ước cái gì. Thì ảnh nói là anh muốn em là người yêu của anh. Thì con mới trả lời là vậy điều ước của anh hôm nay thành sự thật rồi đó. Trời ơi, cái chuyện tình nó hay quá. Em lấy vô cái bộ phim đang làm đi, Mối Tình Học Trò. Có hay hay không? Mối tình hay. Nhưng mà thực chất là trong bụng con có thương ảnh rồi đúng không? Dạ không, lúc đó con cũng chưa thương ảnh luôn. Sợ ảnh hưởng tới việc học của ảnh thôi. Lúc thì nghĩ rằng nào rồi cũng xa mà đâu có gần nhau đâu mà lo đúng không? Dạ, với lại là tụi con cũng rất là ít gặp. Cho nên không có một, con không có một cái ấn tượng gì. Rồi con xong lớp 12 rồi con có thi vô đại học để lên Sài Gòn học không? Dạ có. Con phải lên là vì ảnh không? Dạ không, con là cứ thẳng một đường con đi thôi. Là con đại học sư phạm hả? Dạ. Rồi cái ngày đầu tiên con lên Sài Gòn á, ngày đầu tiên con lên Thành phố Hồ Chí Minh á, thì là con có gặp ảnh liền không? Dạ. Ảnh có ra bến xe đón con không hay như thế nào? Có không? Dạ ảnh thì không có ra bến. À có, bữa đó ảnh ra tàu, ảnh ra tàu đón có con. Có biết mà phải lên thôi. Đi tàu, ảnh ra tàu đón con. Đi xe, đi tàu, đi máy bay gì cũng sẽ đón hết trơn trọi. Lãng mạn lắm nghe, đến sân ga nghe, rồi sao nào? Gặp nhau nhưng sao? Nhưng mà lúc đó con vẫn chưa có thích ảnh. Từ lúc nhận lời mà quen ảnh là con nhắn tin cho ảnh cũng một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà một cái tin nó không bao giờ quá ba chữ. Lúc đó tự nhiên con cảm thấy bị gò bó. Con thấy giống như mình đang là học sinh bình thường tự nhiên mang tiếng có người yêu. Hồi đó sao con thấy cái có người yêu nó nghiêm trọng lắm. Nên là con lúc đó tự nhiên con thấy gò bó và con không thích nữa. Con nhắn để cho ảnh ghét con, ảnh bỏ luôn. Trời nhưng mà cứ ba chữ nhưng mà ảnh cứ trả lời liên tục. Và một ngày vẫn mấy trăm tin. Thế nào cũng rồi, chưa, xong rồi, biết rồi. Nhắn tin cọc lóc vậy đó. Dạ, con nhắn vậy nhưng mà ảnh vẫn kiên trì nhắn hơn một năm. Như vậy là cứ ba chữ, tối đa là ba chữ. Ảnh thương con. Dạ, rồi đi vô đây học là ảnh đưa đón con. Từ Gò Vấp qua quận 5 mà ảnh đưa đón con từ năm ôn thi cho tới năm 3, lúc năm 4 con mới tự đi xe. Nhưng mà lúc đó là con đã thương ảnh rồi đúng không? Dạ, lúc con đi học sư phạm được một năm là lúc đó bắt đầu con thấy ảnh tốt với con quá. À, thương ảnh rồi là đúng con không? Mới bắt đầu có tình cảm với ảnh. Dạ. Rồi. Làm ảnh đưa đón con là ảnh nằm ngủ ngoài hành lang của trường đại học sư phạm luôn để chờ đón con về. Tại vì ủa rồi con không quá. Học hay gì mà con đỡ nó ra vậy? Nó chân nó lên bộ không mà học hành. Bỏ học bỏ hành hay sao? Đi ngủ lang. Dạ có chứ, thì nếu mà học chung giờ thì mình đi chung rồi xong rồi mình về. Còn nếu mà bữa nào con rảnh thì con ở lại con học bài luôn, xong rồi con chờ con trở về luôn. Nó thương đâu không tiện chứ, nó đâu có bị ảnh hưởng gì đâu. Rồi thì đó. Hai trường gần nhau mà. Rồi có khi nào mà chở đi chở về mà hết xăng không, có tiền đổ xăng không? Dạ xe hư thì có, thì nếu mà hết thì em còn tiền thì cho anh mượn. Mà lên đi học là chắc cũng phải khó khăn chứ đúng không? Dạ, đúng. Lên thành phố thì rất là đỏ tới mồm. Dạ. Hai đứa đâu có tiền bạc gì nhiều đúng không? Dạ. Có dạ. Khi nào mà đói bụng mà trong túi không có tiền không cả đó. Hai đứa? Mới tình sinh viên mà. Hoặc là muốn đi chơi mà trong túi không nào có tiền hết trơn rồi không biết đi chơi đâu. Không có tiền thì chưa có, nhưng mà có ít thì có. Nghĩa là hai đứa mà chỉ ăn một cái bánh xèo 15 ngàn thôi. Mà ăn hai rổ rau. Ăn hai rổ rau. Trời ơi, cái bà bán bánh xèo chắc bà rủa hai đứa con lắm. Trời ơi, nó ăn có một bánh xèo 15 ngàn, nó ăn hai rổ rau. Nói chung là cái thời sinh viên đi. Nhưng mà nó đẹp. Dạ. Nhưng có nhiều kỷ niệm là nó đẹp. Dạ. Nhiều kỷ niệm. Nếu không có chương trình này thì chắc chắn các con sẽ không có cơ hội để kể lại. Dạ. Dạ. Tự hai đứa sao? Giờ hoài niệm nè, đó bây giờ hoài niệm thì cũng thấy hạnh phúc chứ bộ đúng không? Dạ.
Ừ, rồi xong sao nè. Sau đó thì là con học đến năm thứ tư. À, khi mà con tốt nghiệp xong đại học nè, rồi ảnh có tốt nghiệp luôn không? Hai đứa. Dạ. Có đứa nào bỏ ngang không? Trước. Dạ không. Dạ anh tốt nghiệp trước con. Tốt nghiệp trước rồi tới dạ. Con rồi xong hai đứa là về lại quê. Dạ. Thầy anh tốt nghiệp trước nhưng mà dạ, anh chưa về á con. Ở lại lại con đúng không? Anh ở lại. Thì chắc chắn rồi, cô không cần hỏi luôn á. Cô không trong, cần hỏi. Rồi trong là... một năm mà con ở lại rồi con có đi làm không hay là đi nhông nhông dạ, lắm thôi. Con học xong là 2015. Thì con có gửi cái bằng đó về quê để xin việc ở quê. Thì gửi về quê thì xin thì cái bằng đại học cao đẳng của con đó thì ở dưới quê hiện tại không có thiếu giáo viên của cái môn đó. Thì con nghĩ bây giờ mà đi về nhà cũng thất nghiệp, không có gì làm cũng chán lắm, ba mẹ sẽ buồn. Thì bây giờ mình phải kiếm một cái gì đó mình làm, mình học thêm. Để mình có cái nghề mình làm trước. Thì đó là cũng mà mình tốt cho bản thân mình và ba mẹ cũng sẽ không có bị thất vọng. Tại vì ở dưới quê con ấy, nhiều người học đại học xong rồi đi về đi làm vớ vẩn rồi đi làm nông cất bằng. Nên không có muốn mình phải như vậy. Xong rồi con lại đi học thêm cái trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Sài Gòn. Và cái môn con chọn là cái môn tin học. Tại vì nhưng mà con đã có bằng cao đẳng rồi mà. Con bằng cao đẳng sư phạm kỹ thuật nông nghiệp. Là cái môn dạy môn công nghệ lớp 7 đó. Thì con lại đi học môn tin. Ngày xưa khi con học cấp 3 thì con rất là thích học môn tin học với lại môn tiếng Anh. Và con chọn cái trường đó là trường đại học sư phạm. Thì nó cao quá con không có đậu được. Nên con mới xét xuống đại học Sài Gòn. Cái môn đó nó vừa đủ điểm để cho mình đậu. Với lại nó cũng là sư phạm luôn. Rồi cái bằng đó sợ về quê không có việc. Nên con học tiếp cái ngành trung cấp máy tính. Dạ đúng không? Trung học trung cấp máy tính. Thì trong quá trình học thì con cũng đi học thêm sửa chữa ở bên ngoài. Sửa điện thoại, sửa máy tính. Rồi lại có cơ hội đợi dạ, đợi con gái mình. Nó cũng cả hai. Bây giờ nếu mà mình đợi mà mình thất nghiệp về chỉ vợ con ra trường đi làm thôi, thế nào vợ con cũng bỏ thôi. Hoặc là mình về mình không có việc rồi vợ mình đi làm rồi mình đâu có mình con trai mà mình chẳng lẽ mình bị lép vế nhà đúng không? Mình chờ vợ và nuôi sao được. Suy diễn nữa chứ. Dạ đúng rồi. Nên con phải quyết tâm, con phải có một cái nghề gì đó. Thì con đi học trung cấp xong rồi con học nghề thêm. Thì lúc đó con có thể tự sửa chữa máy móc lặt vặt. Hay quá. Xong rồi có cái bằng đó. Thì chớ treo cái là con học 2 năm nữa thì con mới về. Bà này trước. Ba học năm xong. Ba về trước. Mình ở đây mình sợ chứ. Không sợ. Ở đây mình vẫn đi làm thì nói chung là lúc đó quen lâu quá rồi. Nói chung là cũng tin tưởng nhau hơn là lúc đầu mới vô. Chứ không có sợ đúng không? Dạ. Rồi con về con có việc liền không? Dạ có, con tốt nghiệp là tháng 7 thì tháng 8 là con đã đi dạy ở Bình Thuận. Rồi đó, rồi xong rồi một con xong rồi là con đi về. Con xong rồi con đi về con làm với Bình Thuận. Rồi lúc đó là con cũng về là con cũng có việc liền luôn. Tại vì cái việc con làm là trám vào cái vị trí của vợ con làm đó. Vợ con đầu tiên là làm ở bệnh viện huyện. Nhưng mà sau đó thì không có đúng với sở trường của vợ. Tại vì vợ là làm giáo viên tin nhưng mà xin vô bệnh viện làm kỹ thuật viên tin học giống như kiểu chữa cháy vậy đó. Tại vì tháng 7 xong rồi tới tháng 8, tháng 9 thì mới biết hồ sơ nộp vô giáo viên đậu hay không á. Thì bây giờ mình có việc thì mình cứ làm trước. Xong vợ làm xong một tháng là anh ơi em không hợp, em là không nổi. Thế là bung đi qua làm giáo viên. Thì thành ra ngay cái vị trí lại thiếu. Đang khuyết thì con về là chắc vô luôn. Thì nói là vợ, người yêu của em đang làm cái nghề đó là về vô luôn. Con có thấy một sự sắp xếp không? Đúng chưa? Dạ. Một sự sắp xếp vô hình nào đó của ông Tơ bà Nguyệt đó. Đúng không? Đó. Rồi bây giờ hai đứa về dưới quê. Rồi xong rồi á bắt đầu là đám cưới luôn chưa? Đám cưới như thế nào? Dạ chưa. Chưa hay là phải đi hay làm. Là con đi làm 2 năm là tụi con đám cưới. Nhưng mà trong cái thời gian nó có chia tay gì không? Dạ gây lộn rồi có ghen tuông. Có lần nào chia tay dài không? Thì con thì con chả bao giờ giận vợ con gì đâu. Cũng không có trách móc gì. Nhưng mà không lẽ không có một cái nhưng mà vợ con có giận con thì vợ con thì nói chung là giận thì nhiều mà con thì giận thì mình nói chung là rất là thương vợ. Rồi biết rồi nhưng mà chú hỏi nè, điều vô thẳng vấn đề luôn. Dạ. Là hai đứa có lúc mà quay về quê lại đó. Dạ. Là có chia tay không? Dạ. Có. Có mà chia tay dài không? Có chuyện dạ. Chia tay đó là sao? 3 ngày. Chia tay 3 ngày. Có 3 ngày luôn. Rất dài. Rất dài. Nhưng mà cái chuyện nó lớn lắm đúng không? Dạ đó là cái sóng gió duy nhất của tụi con từ lúc mới quen cho tới bây giờ. Vụ gì vậy? Dạ cái này có liên quan tới một bạn trong cơ quan với lại anh. Thì nếu mà bạn có xem được thì coi như đây là một cái câu chuyện cười của thanh xuân. Lúc đó là anh đi làm ở cái cơ quan mà em rồi, đi làm cái đó. Bệnh viện đó đó. Dạ ở bệnh viện á. Thì một thời gian bình thường hai đứa vẫn nhắn tin là một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà từ lúc anh đi làm á thì anh rất là ít nhắn tin với con.
và con giận. Thì mấy bữa con giận là anh nhắn liên tục. Còn bữa nay con giận, con không nhắn anh cũng không nhắn con luôn. Thì con mới kiểm tra điện thoại của anh, thì con mới thấy là anh có nhắn tin với một bạn nữ cùng cơ quan. Thì cái nội dung tin nhắn là không có mang nội dung yêu đương, không hề luôn, nhưng mà nó có cái sự quan tâm. Bạn nữ đó thì không có một cái cảm tình gì với anh, bạn nữ đó là lơ luôn, nhưng mà anh vẫn rất là thường xuyên nhắn tin quan tâm, giống như cái đầu tiên mà anh mà anh tin quan tâm cho con là có rồi đó. Dạ. Thì con mới thấy như vậy, nhưng con cũng nói anh, con nói là anh ơi, bây giờ anh nhắn tin như vậy đó, anh đừng nhắn bạn đó nữa. Thì anh cũng nói là anh không nhắn nữa, nhưng mà một thời gian con vẫn thấy vẫn nhắn. Thì trong cái nội dung tin nhắn đó nó có cái chữ là thương hại. Con đọc được thì con mới ủa, mình đâu có cái gì đâu mà phải thương hại. Con mới nói anh, thì con nói là em thì không có cần thương hại, ví dụ anh thương thì thương, còn không thương thì thôi, em mới cần thương hại, cho nên làm thôi, bây giờ em với anh chia tay đi. Lúc đó là buổi tối hôm đó ở nhà chị của con. Thì con nói em với anh chia tay đi, nhưng mà cả nhà con và nhà anh đều biết hai đứa quen nhau và rất là thương hai đứa, coi như là cháu trong nhà luôn. Thì con mới nói anh là nếu như mà mọi người hỏi á, thì em cũng không nói là ai sai ai đúng, em chỉ nói là mình không có hợp thôi, thì chia tay. Bình thường hai đứa mà cãi nhau hay là con giận á, là anh khóc nhiều lắm, còn con là rất là cứng rắn. Nhưng mà hôm đó con lại khóc rất là nhiều luôn. Anh không khóc gì hết. Cái câu trả lời của anh là tùy em, em làm sao em thấy thoải mái thì em làm. Trong khi những lần trước anh sẽ trả lời là anh không chia tay, em thích thì em chia tay một mình em đi. Em gái mưa này hơi lớn. Nhưng lần này anh lại nói là tùy em thấy như thế nào thoải mái thì em làm. Rồi. Sau đó thì sau đó là cũng con nói là bây giờ mình không có là người yêu nữa đâu, nhưng mà mình vẫn làm bạn bè bình thường. Hai đứa vẫn làm bạn bè. Thì một cỡ chừng 3 ngày sau anh mới nhắn tin cho con, anh gặp con, anh mới nói là bữa giờ làm bạn bè với anh có vui không. Thì 3 ngày là làm bạn bè là không nhắn tin, tại con á là cứ thích anh này là nhắn tin nhiều, nhưng mà anh này là cứ nói là bận việc đi làm không nhắn được, biện lý do, nhưng mà thì ra là nhắn cho bạn kia được. Thì sau đó 3 ngày đó thì con không có nhắn nữa, tại vì con đã xác định là không quen nữa, nên con cũng không có đợi tin nhắn của anh nữa. Rồi 3 ngày không nhắn gì hết thì anh mới nói con, bữa giờ làm bạn với anh có vui không. Thì đâu có vui xíu nào, cảm giác của anh cũng rất là khó chịu, cảm giác con cũng rất là khó chịu. Thì hai đứa mới ngồi lại nói chuyện với nhau, mới nói ra là vì sao anh lại như vậy, là tại vì con là cứ lúc nào cũng muốn anh nhắn tin, rồi lúc nào cũng hay giận anh, lúc nào cũng giận vô cớ. Anh nói là bây giờ mình đi làm rồi, nó sẽ khác với hồi mình đi học, nó sẽ có áp lực của công việc, chứ không phải là lúc nào anh cũng có thể cầm điện thoại để nhắn tin cho em, hay là em giận gì thì em cũng phải nói để anh biết, chứ anh không thể nào mà ngồi đoán ý của em được nữa. Thì lúc đó con cũng có rút kinh nghiệm, con cũng có nói là em sẽ rút kinh nghiệm, còn anh cũng rút kinh nghiệm là anh sẽ không nhắn tin với bạn đó nữa. Rồi hai đứa quay lại thì từ đó là anh cũng không nhắn tin với bạn đó nữa. Coi như thời điểm này là thời điểm mà lựa chọn hạnh phúc rồi đó. Dạ đúng rồi. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương rồi đó em. Đúng không? Đúng đó. Đó là cái gọi là cái mức mà gọi là đúng cái thời điểm mà phải chọn nhau, tại vì luôn luôn trên bờ vực đúng rồi. Người ta phải chọn lựa. Phải chọn thôi. Một trong hai, đúng không? Hiểu không? Đó. Chọn sai là phải chịu thôi. Đúng rồi. Chưa? Ủa nhưng mà là lúc may đó là con hai. Chọn đúng hạnh phúc. Chọn đúng hạnh phúc. Có nghĩa là lúc đó là mọi đứa là có nghĩa là con đang ở nhà, con nhắn tin cho cổ, cổ ở nhà cổ nhắn tin, đúng không? Dạ. Có nghĩa là hai đứa ở hai nhà khác nhau hay dạ, sao? Dạ đúng rồi. Tức là đến một lúc nào đó con biết không, thực sự cái chuyện mà mình nhắn tin á, quan tâm nhau á, thì mới đầu thì nó sẽ rất là thú vị, nó sẽ rất là đáng yêu, nhưng mà một khi một cái công việc hoặc là trong cuộc sống bắt đầu có những cái áp lực về công việc rồi á, thì đôi khi những cái đó nó sẽ tạo những cái mà phải nói là áp lực hơn công việc nữa. Thực mình sự vừa lo việc vừa nhắn tờ trả đúng lời. Rồi cái đó là mình phải tinh ý cái việc đó. Và đến một lúc nào đó mình cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì cái chuyện là mình cứ phải, mình không có được tự do. Mình không có được tự do để làm một cái điều gì cả. Tưởng tượng một ngày mà nhắn tin 200 tin thì làm gì còn thời gian để nghĩ chuyện khác. Đúng rồi đó, anh vừa đá banh mà anh vừa nhắn tin cho con. Đó, nhiều khi nó bị mệt mỏi á con. Nó nghe này, cho nên là sau đợt đó chắc là bớt nhắn tin lại đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái đó lúc đó là cảm nhận của con sao? Lúc con ngồi nói chuyện á. Thì nói chung là cái lúc đó thì con, cái lúc mà chia tay 3 ngày đó thì thực sự thì mình nhắn tin niềm nhắn tin với bạn bè thôi, chứ trong lòng cũng đâu có vui vẻ gì đâu, nó rất là khó chịu. Nhưng mà tại vì vợ cứ giận những cái chuyện mà con không biết là cái chuyện gì mà cứ giận. Nhưng mà hai cái từ thương hại đó là như thế nào? Thì lúc đó con cũng không có suy nghĩ kỹ, chỉ nhắn cho vui vậy thôi. Nhắn cho cái cô kia à? Cô này bạn giống như là một người bạn mới rồi mình
tâm sự. Đã nói em gái mưa mà mưa hơi lớn chút xíu. Cũng may mà tạnh được, tức là tạnh đúng thời điểm. Đúng không? Có 3 ngày thôi chị. 3 ngày là hết nước rồi, 3 ngày là mưa hết nước rồi. Rồi thôi bây giờ mưa thuận gió hòa rồi, đúng không? Bây giờ là hai đứa có em bé rồi đúng không? Dạ đúng. Bé thì bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tuổi. 2 tuổi, trai bé trai đúng không? Dạ đúng rồi. Đó rồi bây giờ qua tới cái hôn nhân đó, lật sang trang nè. Dạ, khi mà rồi lấy nhau xong rồi coi như là trong tình yêu là chia tay có 3 ngày thôi. Là dài nhất. Đó, rồi không có gì gọi là sóng gió nữa hết. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ về nhà thì bắt đầu mới có thấy những cái thói hư tật xấu bắt đầu từ từ le lói xuất hiện. Có không? Có là góp ý nha. Có là góp ý để đối phương đúng rồi nha. Phải đây là cơ hội để chúng ta nói về cái cảm nhận cũng như là cái suy nghĩ của mình về người bạn đời của mình. Nó sẽ là bằng chứng trước tòa sau này là hai đứa mà có chối á, nó đây bật lại cái tua lại cái đoạn này. Đó. Anh nhớ bữa đó anh hứa không? Anh hứa anh bỏ không? Đó ví dụ. Anh ấy có những điều gì chưa vừa lòng, những điều gì cần phải khắc phục mà nói chung là tật xấu đó. Đó. Dạ tụi con quen là 9 năm rồi mới cưới. Cho nên là con cũng hiểu được về anh cũng khá nhiều. Thì tới lúc cưới á là con bị vỡ mộng ngược. Vỡ mộng ngược. Nghĩa là lúc quen á thì anh cũng không có được chu đáo, không có được tốt bằng như là sau khi cưới. Dạ, sau con khi nhín lại chút lòng tốt. Dạ, chuẩn bị nó nhín lại chút. Coi chừng nó khui những cái tính tốt đó nghe. Thì đó, bây giờ bắt chuẩn bị lạc đề rồi đó. Khui tính tốt là lạc đề đó nghe. Đây là giai đoạn coi như đây là thời khắc để chúng ta khui tật xấu. Dạ. Nha. Nếu mà nhất định là khui tật xấu thì anh khui đi. Anh khui trước đi. Ủa là sao? Dạ, tại vì con thấy anh là cũng được mà 9,75 điểm rồi đó cô Hồng Vân. Rồi bây giờ cái 25, 0,025 cái kia là cái gì? Dạ, 0,25 là để cố gắng, để phát huy. Chứ còn con thấy anh gì là ok lắm rồi. Không tức có là giờ xấu gì luôn. Con muốn anh thay đổi điều gì không? Con muốn anh là cứ như vậy thôi, cứ như vậy. Rồi cứ yêu thương vợ con như vậy thôi. Là con thấy là đủ. Không cần thay đổi gì luôn. Gì hết. Dạ, đừng thay đổi, vậy thôi. Và vậy, và hơn vậy nữa một xíu là được. Dạ. Đó là thay đổi hơn bây giờ xíu đó con. Dạ, thay đổi cái gì? Rồi. Mà là thay đổi cái gì? Là ví dụ thương bây giờ thương vợ con là thương cao như thế này, cao như thế này. Thì giờ thương tiếc, cao như thế này. Dạ. Đó. Ủa có để có mê là game, có hút thuốc, có nhậu nhẹt. Ngày trước là anh có chơi game nhưng mà sau khi cưới con thì anh cũng không chơi game nữa. Tức là bạn này bạn nó thay đổi ngược mà. Dạ, thành ra là vỡ mộng ngược. Ừ, vỡ mộng ngược thôi vậy là tốt rồi. Mình chặn liền không? Ừ, tốt rồi. Tính tốt. Đúng rồi. Còn rồi con muốn vợ con thay đổi điều gì? Không, về trước mắt là có tật xấu không? Cái thay đổi là cái tật xấu đó. Muốn vợ con thay đổi điều gì? Dạ. Vợ có tật xấu là tối là đi ngủ là không có thường xuyên đánh răng đâu. Đánh răng nó hơi bị xấu. Phải giữ gìn vệ sinh. Đúng rồi, phải giữ gìn vệ sinh răng miệng. Phải chịu khó đánh răng thêm. Rồi, đó là thay đổi nè, rồi gì nữa? Rồi nói chung rồi cố gắng chịu khó ăn uống cho nó mập lên. Dạ đúng rồi. Tại vì con thì cũng cố gắng nấu cơm rồi cũng tắm bổ món này món này món kia nhưng mà vợ thì cũng lười ăn. Cho lười ăn đi. Cho nên mới vậy nè. Cho luôn miếng đó. Chỉ mong vậy thôi. Với lại làm việc thì giữ gìn sức khỏe. Dạ. Đó thì ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe. Lười ăn, đó lười đánh răng. Đó và tham công tiếc việc. Lười đánh răng sau này nó sâu răng là mệt lắm nha con, đau răng là đuối lắm luôn. Rồi.